Cô Tâm cô đi bán kem đi đường nào không? Cô kia cô Tâm bán kem mà có một thằng con trai khó lắm nhưng mà lại không có chồng. Ăn cơm trước kẻm. Cơm mị không trả lời người ta lại còn trông như mô đen thị nở 95 ấy. À đây rồi, Tâm đây rồi, Tâm ơi. Kìa anh ai, Tùng. Ai cho em đi bán kem, em bêu do chát chấu vào mặt anh rồi. Ơ anh Tùng, bêu do chát chấu vào mặt anh rồi, Tâm ơi. Em cứ để cho anh một mình vò vò hay hay. Anh Tùng. Ây tháng ngày chờ mong nhất định phèn này. Anh phải giải quyết cho xong thì thôi đi về với tôi. Tôi không đi. Đi về với tôi. Tôi không lôi thôi. Ai cho phép cô bán kem vất vả? Bán kem là quyền ở tại tôi. Tôi không lôi thôi. Buông tay tôi ra. Tôi cứ không buông. Tôi nghiêm chỉnh yêu cầu anh có buông tay tôi ra. Kẻo kẻ xấu đặt điều. Tôi là cô gái thanh cao phải đâu là mặn ơi à, là đào của anh. Em thanh cao, anh cũng cao cao. Đôi ta như gấm này, như bóc này, như mặn ơi, như đào, như chim loan phượng ngôi à, quẹn vào với nhau. Kìa anh Tùng, anh Tùng, buông tay em ra, kẻo dân làng xấu nói ra nói vào. Buông tay em ra đi. Đâu, đang gì có ai nói ra nói vào. Người ta đang cười kia kìa anh Tùng. Người ta đang thích, cho anh cầm một tí cho sướng ấy. Buông ra. Được, tôi buông như cô không được đi đâu. Ừ. Hứa nhá. Hứa. 100%. 100%. Ấy, Tâm. Tâm đứng lại cho anh được nói đôi lời anh Tâm. Anh Tùng, anh nói gì thì nói đi nào. Được, tôi nói, tôi sẽ nói. Dù có chết cây đành đạch ngay tại đây tôi cũng sẽ nói. Kìa, anh cứ bình tĩnh mà nói. Tôi sẽ nói. Giê-xu Maria lạy Chúa tôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Được, tôi sẽ nói. Nhưng mà tôi hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm Tâm ạ. Anh cứ bình tĩnh mà nói. Vâng, tôi nói, tôi sẽ nói. Tôi nói đây này. Ôi trời ơi, Tâm ơi, nhưng mà Tâm cho tôi nghỉ giải lao một lát. Kẻo mồ hôi tôi đã chảy ướt vã hết cả người đây này. Chuyện có quan trọng chết người không anh? Có. Chết à? Không chết. Và có thể trái ngược lại. Thế là thế nào? À thế có nghĩa là thế này Tâm ơi. Cô Tâm ơi, kể từ hồi cô đi bán kem, tôi thấy Tâm sống lùi thôi một mình. Trong lòng tôi bỗng thấy thương tình. Tình thương ấy đã lớn dần theo năm tháng gọi. Trái tim tôi cứ bồi hồi bâng quâng và tất chi là rào rạt. Hôm nay tôi đến đây nói thẳng với Tâm và đề nghị với Tâm rằng chúng ta hãy chuyển từ tình bạn sang một giai đoạn mới. Giai đoạn mà đổi mới tư duy để
chúng ta sống gần với nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn. Tâm mà, Tâm ơi, đêm qua tôi nằm giữa sân, màn sương gió lành tôi thương Tâm vô cùng. Nếu Tâm chưa có chốn hẹn hùng thì tôi xin tới trao lòng yêu thương. Này anh Tùng, anh nói thế là nghĩa làm sao? Nghĩa là ước gì ta sống bên nhau như đôi bồ câu trăng với bầu trời xanh xanh biếc các bạn. Em hiểu rồi. Em hiểu rồi à. Này anh Tùng ơi. Em gọi anh. Đôi ta biết mặt biết lòng, nhưng còn nghề nghiệp sao anh không nói gì đấy anh Tùng ơi. Ôi trời ơi, nghề của tôi vất vả lắm Tâm mạ, vất vả lắm. Anh Tùng ơi, anh là lái xe phải không? Không phải lái xe. Thế là công nhân cơ khí à? Cũng không phải công nhân cơ khí. Thế anh làm nghề gì mà cứ giấu em? Nghề của anh vất vả lắm Tâm mạ. Thế là nghề gì ạ? Nghề của anh là hàng ngày hàng giờ anh phải đưa đất nước vào khuôn khổ, rồi bột, rồi xoạt, rồi băm, rồi bổ, rồi thái, rồi vác, rồi khiêng, rồi đưa cả lũ chúng nó vào hỏa lò để ngày đêm tôi luyện. Thế là anh là công an phải không? Cũng không phải công an. Thế là nghề gì? Mà là công nhân. Công nhân à? Đóng gạch, còn tất xã tự do. Anh Tùng này, anh vui tính thật đấy. Tôi làm lò gạch thật mà. Đúng là hàng ngày hàng giờ tôi phải đưa đất nước vào khuôn khổ. Ôi vất vả lắm Tâm mà. Này anh Tùng ơi. Em lại gọi anh. Anh Tùng này. Thương anh thì em cũng muốn thương, nhưng còn bà xã anh nhường cho anh. Ôi trời ơi, cái con mụ vợ của tôi ấy à, cái con mụ vợ răng vổ như mái Tây Hiên ấy à, cái con mụ vợ lăng loàn ăn toàn bá hại ấy à, cái con mụ vợ mà ăn đu đủ không cần thìa ấy à. Không hiểu cô ta vui hay buồn đều nhe răng, bố chết cũng nhe răng, úi giời mẹ chết cũng nhe răng. Có nhiều người ta làm một bài thơ về răng của nó như thế này, anh đọc cho Tâm nghe nhé. Răng đây này. Quái lạ làm sao cái bộ răng, cái thò cái thột đứng lằng nhằng, trong mồm rộng thế sao không đứng. Rồi mồm rộng thế mà không đứng, đứng cả ra ngoài ngắm gió trăng. Ôi trời ơi Tâm ơi, anh đã quyết định rồi Tâm ơi, thà rằng làm cái cọc để buộc con trâu con bò còn hơn phải sống với con mụ vợ răng vổ như mái Tây Hiên ấy Tâm ơi. Đêm qua tôi nằm giữa sân kiềm màn sương gió lành, tôi thương Tâm vô cùng. Tâm ơi, có biết bao đêm anh tơ thường một mình, đứng xa xôi càng nhớ người ơi. Phen này quyết ly dị cho xong bé. Anh Tùng này, thế còn 7 đứa con của anh thì sao? Ôi trời ơi, toàn là vịt rời cả Tâm ơi. Có nhiều người từ xa đến gần họ cũng đồn kéo đến nhà tôi, họ hỏi như thế này Tâm này. Tùng ơi, nhà anh có máy khâu Trung Quốc bán phải không? Tôi bảo nhà tôi không có. Họ cái bảo thế này này. Thế nhà anh chẳng có cái loại máy khâu Trung Quốc 7 con bướm bướm là gì? Ôi giời ơi, bướm đâu mà bướm, quốc đâu mà quốc.
tôi đã quyết định rồi, đem trả hết chúng cho xã hội, đem trả hết sạch cho xã hội. Anh chỉ cần tâm với lại thằng cu ở nhà thôi. Anh Tùng, anh hiểu về tâm ít quá đấy. Ô, anh hiểu về tâm nghèo và nghèo nữa chứ nhỉ. Anh hiểu về tâm như thế nào? Ví dụ như là tâm có con mà lại không có chồng. Thôi, thôi đi, đủ rồi đấy. Anh Tùng, anh đã có vợ con rồi, sao anh còn ước hoa hồi cầm tay? Ô kìa Tâm, hoa hồi nửa đắng nửa cay, nửa ngọt như mía, nửa cay như gừng. Anh đi đi, anh đi đi. Ô kìa Tâm, ô kìa Tâm, tôi yêu tâm mỹ chẳng mà cho anh yêu. Ruột tôi nó đứt, nó đứt, nó đứt, nó đứt, nó đứt, nó đứt. Trên ý khúc ý gan tôi nghỉ treo, treo nửa chừng. Tim buồn, tim nó chay, nó chay, nó chay, nó chay, nó chay. Thôi, đủ rồi đấy, tôi không thể làm vợ của anh được. Cô khinh tôi à? Nhưng cô nên nhớ rằng trước đây tôi cũng mơ màng lắm đấy chứ. Sau khi học xong tốt nghiệp lớp 15. Làm gì có lớp 15? Ô sao ngu thế, thế 3 năm lớp 5 không là lớp 15 à? Tôi đã thi vào trường đại học tổng hợp văn để được trở thành nhà thơ nhà văn, để được vi vu với trời xanh và gió lộng. Nhưng tôi đã trượt, và tôi đã trượt thật. Tôi không được làm nhà thơ nhà văn thì tôi cũng làm mà anh đóng gạch bộp xoẹt bộp xoẹt. Dù tôi đây không viết cho đời được những trang sách thì cũng xây cho đời những gạc tía đầu son. Thử hỏi rằng nhớ trên đời này không có những thằng đóng gạch như tôi thì đời sẽ ra sao? Có mà thời kỳ đồ đồng đồ đá, có mà ăn hang ở lỗ. Tâm ơi, đời nay có biết đi bao điều, con đi người vật đi vàng, tình yêu chẳng thành. Anh đây tuy cũng học cũng hành mà đời anh vẫn loanh quanh thế này. Dù anh không xứng với Tâm nhưng trời đã định nên đi xe, nên đi xe anh nghe vào. Tôi như sợi thắm chỉ đào, áo vóc chẳng vá, lỡ nào áo tôi. Bà Tư có mắt không mù, anh tuy đóng gạch nhưng tiền đồ anh phong ý lêu. Hai trái tim của chúng ta, ôi, hai trái tim của chúng ta cùng đập một nhịp một chiều thịch 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 thịch. Tâm ơi, anh với em ở hai cương vị khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, hai con người khác nhau, và tất cả mọi cái của chúng ta nói chung là cũng đều khác nhau. Nhưng chúng ta cùng chung một lý tưởng, tất cả vì tương lai con em của chúng ta. Ôi, em sẽ tạo cho đời những kiến trúc sư tương lai. Ôi, còn anh sẽ tạo cho đời những viên gạch hồng để con người được ở trong những ngôi nhà cao, cao mãi, cao mãi, cao mãi. Cao quá anh Tùng ạ. Sẽ tới các vì sao? Cao quá. Tâm ơi, nếu em đồng ý lấy anh thì em sẽ có nhà máy bằng, sẽ có tivi màu đen trắng, có xe đạp SSK và tủ gương 5 buồng lim lát và cả gym pim pim the rim cúp nữa. Anh Tùng, anh say rồi. Tôi uống rượu đâu mà say, mà không uống rượu thì say thì đách được nhỉ. Anh say. Say, say buồn, say mơ, say quên, nhưng cô say, nhưng nào hề say. Ôi say tình, anh say nghĩa, ôi say em. Kìa, anh Tùng, anh buông tôi ra đi. Buông ra, buông ra. Ai mua kem nào?
kem dừa, kem sữa, kem đậu xanh đây. Ai mua kem nào? Kem nào? Đúng là đồ chập mạch, đồ hâm hấp. Đúng là đồ kem mút. Bà con ạ, ở trên đời này chỉ có hai thứ tiền và tình. Tiền bao giờ cũng đi đôi với tình, mà tình bao giờ cũng đi đôi với tiền. Hai thứ đó quan hệ hòa đồng móc xích vào nhau, răng không ra và kéo cũng không ra. Ê, thế mà cô ta lại thờ ơ cả hai. Đúng là cái loại ngu. Không ngu thì cũng chập mạch. Thằng này không thèm nhá. Ơi giời, trông kìa, ơi giời. Trăng rằng trăng chẳng nguyệt hoa, cớ sao trăng chứa thằng quậy ở trong nhà. Hỡi trăng tưởng mình là cao đạo kiêu căng, thằng này không thèm nhá. Thằng này quyết định về với vợ nhá. Vẩu càng tươi nhá, bảy con bướm bướm càng tuyệt vời nhá. Không là cái đinh gì thế nhá. Ôi giời, bướm bướm là bướm mới à nó bay, bướm mơ dạo là bảy con bướm bướm mới à nó bay, nó bay mà cứ bay. Bướm lượn là bướm môi à nó bay, chứ bướm dạo bảy con bướm bướm ơi à nó bay. Tinh 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 cúp. Ôi trời, làm quả lâm bát đà suýt ngã chết. Ngày xưa mình đã làm hoa hậu xóm rồi cơ đấy, thế mà bây giờ bảy con rồi trông vẫn còn là tườm tráng. Anh Tùng ơi. Ơi, anh làm gì ở đây? Bộ chồng ơi. Ơi, chồng làm gì mà cứ ở mãi trong đấy thế? Xoẹt. Bố của những đứa hạnh phúc thôi thêm tiếp nữa thừa và chán ơi là chán ơi. Ơi, bố của chúng nó làm cái gì mà lâu thế? À, đang mắc dở. Ôi giời đất ơi, ơi ông dở là ông dở ơi. Tôi đang chết vì cái dở của ông đây này, làm cái gì mà lâu thế? Ôi giời đất ơi là giời đất ơi. Đánh vào đấy, anh còn đang mắc dở sờ tim. Ôi giời đất ơi, thế lại định sờ tim cái con nào thế? Ôi giời ơi, sờ tim tức là tìm thơ. Thế à? Thế bố nó tìm thơ để làm gì? Ừ, tìm thơ để chào mừng mẹ nó đến ngày sinh tháng nở, chào mừng một công dân nữa sắp sửa ra đời. Lần này là hạnh phúc thôi thêm tiếp nữa thừa và chán ơi là chán ơi. Thế thơ thế nào? Bố nó thử đọc thử tôi nghe xem nào. Duyệt à? Duyệt. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh, cây lá rùng rình chim ríu rít, cúc cù cu. Sao lại là cúc cù cu? Cúc cù cu là có thằng cu. Tả cảnh. Đôi ta như bóng với hình, dù năm chìm bầy nổi, chim cây lềnh đềnh vẫn có mình, có ta mẹ đó à. Bố nó này, sao lại là năm chìm bầy nổi, chim cây lềnh đềnh vẫn có mình có ta, nghĩa là làm sao? Ôi giời, mẹ ít quan tâm đến văn học nghệ thuật. Thơ bây giờ là phải có nghĩa bóng, nghĩa đen, nghĩa trong, nghĩa ngoài. Bốn bề phải vuông thành sắc cạnh, phải có điệu, có vần ngân nga trầm bổng mới gọi là thơ chứ. Thơ mà lại có nghĩa bóng, nghĩa đen, thế có nghĩa là ma. Mà lại có cả nghĩa trong, nghĩa ngoài, thế có nghĩa là hang à. Mà lại bốn bề vuông thành sắc cạnh, thế có nghĩa là cái quan tài à. Thôi mà lại có cả điệu, cả vần ngân nga trầm ổng, thế ra kèn khóc đắm ma ấy à. Ôi giời đất ơi, thế ông muốn tôi chết đi để ông lấy bà hai có phải đấy không? Ôi giời đất ơi. Gớm làm gì mà lăn đùng ngã ngửa ra thế. Ôi giời ơi, nghe anh giảng thế này, em bao giờ cũng là vợ yêu quý của anh. Thế anh giảng nhá, thế năm lần mẹ mà đẻ vượt kế hoạch thì năm lần tôi phải kỷ luật lội xuống ao, chứ có đúng phải là năm chìm không nào, đúng chưa? Đúng. Thế bảy lần mẹ mày chửa là bảy lần cái bụng của mẹ mày phồng lên như thế này, thế có đúng là bảy nổi không nào? Bố nó nói cái gì là cái đúng ấy là đúng. Đúng ấy là đúng chứ.
Thế nhà mình có 7 đứa con, với lại hai vợ chồng mình vị chi tất cả là 9 khẩu. Mà trong cái lúc thời buổi nó khó khăn, thịt cao gạo kém như thế này, thị trường nó bung ra như thế này, có phải đúng là 9 cái lênh đênh không nào? Bố nó nói cái gì là tôi cứ chịu cưng đi đi. Dù vất vả khó khăn túng đói nhưng vợ chồng mình là vẫn méo mặt yêu nhau như hình với bóng là gì? Ừ nhỉ, bố nó làm thơ hay thật đi. Hay chứ đi, thi si so với đi. Thế thi si so là cái gì? Sao ngu thế, thi si xóm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Bố nó làm cái gì thế? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn vái tổ vải về phù hộ độ trì cho mẹ mày đẻ thêm một thằng cu nữa đấy. Bố nó khấn thử tôi xem nào. Ồ, lại duyệt à? Duyệt. Duyệt hả? Duyệt tiếp. Nghe đây, nghe duyệt đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy bốn phương trời, lạy mười phương đất, lạy cổ tam thất, lạy bát xâm quy, lạy gì thuộc địa. Sao nhiều thế? Thì toàn thuốc bổ thận đấy. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, lòng thành thắp ba nén hương. Kính mời tôi tiên chủ họ Nguyễn Túng Tiền. Ê chết, tiên Tùng chứ ông. Chết rồi. Tôi tiên chủ họ Nguyễn tên Tùng. Khấn mời tiên sư tổ sư cụ kỵ sư ông bà sư ngũ đại sư cầu mọi sư đủ các loại sư 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 về đây chứng giám. Thế không có kỹ sư à? Ở đây có giáo sư kỹ sư. Giáo sư kỹ sư ai thế để lắm thế. Con học dốt như bò cứ thích đẻ. Khấn mời xa thì đi máy bay tàu hỏa, gần thì đi ô tô bít cúc con đa, gần nữa thì đi xe đạp sờ ca hay thăng long thống nhất hồng của ta. Toàn cơ giới hiện đại cả ông nhấy. Toàn cơ giới hiện đại, người ở gần thì chờ người ở xa, người đến sớm thì khè khà chờ người đến chậm. Ăn thì trong nhau mà gấp, đừng có tiêu cực mà lục đục tái gương, nghi ngút coi gương về phục hộ cho nhà ta, còn hàng xóm thì mặc mẹ cha chúng nó. Trời ơi, cái ông mẹ ông khấn thế nào thế? Con gái thì chớ có đẻ thêm nhiều mà khổ. Nhớ là phù hộ là đẻ thêm một thằng cu. Nhớ là cả u cu. Khấn vái lu bù đủ các loại sư về đây chứng giám. Thế còn cái gì nữa? Hết. Còn? Hết. Nếu mà bố mày quen ấy thì để tôi nhá. Ừ thì mẹ mày nhắc xem nào. Bóng ai thấp thoáng đầu đình, để cho bố nó phải chui. Úi giời. Phải rú, phải ẩn mình vào đám rào ra. Đâu đâu, làm gì của ai, làm gì của ai? Thế thì con bán kem nào kia? Mẹ hay ra nghi tào tháo. Tôi bây giờ xấu xí già thế này, có ma có chó nó theo. Ôi giời đất ơi, phen này lành làm gạo. Úi giời ơi. Vỡ làm muôn. Ông chết đi tôi phen này, ông chết đi tôi phen này. Chửa đâu mà tại tôi. Thế không tại ông thì tại ai? Tại con chuột. Ôi giời. Thế ra tôi là vợ chuột à? Ôi. Thế ra tôi ngủ với chuột à? Ôi giời ơi kìa. Ấy kìa em. Anh nói tại con chuột là vì đêm khuya con chuột nó rúc rích làm rì. Anh mới không ngủ được. Anh mới bực mình, anh mới vùng dậy. Anh mới vác cái gậy, anh mới đánh nó. Nhưng không may anh ngã nhầm vào chỗ nằm của em. Thế cho nên cái bụng em nó mới phồng lên. Thế sao 7 lần trước không có con chuột nào mà bụng của em nó cứ phồng lên? Ừ nhỉ. À phải rồi. Không phải tại anh, mà cũng không phải tại em, mà cũng không phải tại con chuột, mà là tại cái vòng. Cái vòng là cái gì? Cái vòng là cái vòng vèo. Ôi chết. Vòng vèo luẩn quẩn nên mới nghèo, nghèo mãi không thôi. Ôi giời, cái ông. Anh trách ai? Anh trách ai là đặt sai quy cách của cái vòng nên nó vòng, nó vèo, nó mới kéo lòng thòng ra một giây. Lần này là hạnh phúc thôi, thêm tiếp nữa thừa và chán ơi là chán ơi. Ôi trời ơi, ông Tùng ơi. Rồi. Hát vành. Xin tôm. Chớ có đẻ vội. Biếu cỏ. Cống, để cống chăm sát, cống chăm sát. Ôi trời ơi, cẩn thận nhá. Nín thở. Chớ có đẻ chân lưng coi là bỏ mẹ đấy nhá. Nào. Ôi trời, trước mặt có cái cầu kìa, cái cầu kìa. Cái cầu là cái
lấy cầu treo. Trần con lạy vua Sở, con lạy Đức Thánh Trần phù hộ độ trì cho con ăn nên làm ra, tai qua lạn khỏi. Ôi giời ơi, con lạy các người cho con được cầu được ước thấy, đánh nhỏ về to, đánh một kho về một đống, đánh một chỉ về 10 cây, đánh một dây về một chuỗi, đánh một hòn quậy về một cục vàng, để con giàu nhất cả làng, con sang nhất phố. Ôi giời ơi, con lạy ngài, ngài hãy ban cho con một số để con làm một vố thật to. Con lạy ngài, con lạy ngài. Con lạy Đức ngài hãy thương đến thân phận con. Nhà cửa con đã bán sạch trơn, thiền nông con đã nhẫn túi, con bế họ bế hụi đã 7, 8, 9 lần rồi. Con chỉ còn mỗi một thằng chồng, suốt ngày nó rượu chè bé bét, nó hò nó hét nó nã tiền của con. Con lạy người mong cho con vào cầu son, để gia đình con được trong êm ngoài ấm. Con lạy ngài, con lạy ngài. Ban cho con một ni số đẹp, bao năm qua người có biết không, con đã khổ lắm rồi, con muốn cuộc đời được luôn vui tươi, sao đời con cứ đen tối thế này. Con nguyện cầu người một số để con gặt một ni vô vô thật. Khượt ở đâu về rồi đấy hả? Khượt 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 à? Ông có bao nhiêu tiền của ông mày nướng vào bố đè bố đóm mày hết, ông còn đâu mà khượt 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 khượt. Thế đứa nào lấy vụng của tôi đôi hoa tai ba chỉ, tôi đã giấu kỹ ở dưới lọ muối dưới bếp hả? Thế đứa nào lấy cắp bộ cái đồng hồ bút rít ông đã giấu kỹ ở cái quần xịp? Xịp nào? Xịp này. Đâu? Hôm nay ông đang mặc còn không đây. Ông cởi cho mày xem. Ui giời, thôi. Ô, thôi ngay đi không nào. Tưởng báu lắm đấy, chiềng ra đây cái của nợ ấy. Mà tôi lấy bao giờ? Có mà đem nướng vào hàng rượu hay là cho con bỏ mẹ nào rồi lại còn lú lẫn đi. Mày này bảo ông lú lẫn à? Chứ sao nữa? Ông đang thông thái đấy. Thông thái? Ông đang sáng suốt đây. Để ông chứng minh cái sự sáng suốt của ông nhá. Cái hồi mà mày chưa lấy ông ấy, mà mày đi hát cải lương ấy, mày hát cái điệu khúc ca hoa chúc cái gì? Tôi lại còn đúng khúc ca hoa chúc thì hát thế nào, hát xem nào. Hát nhá. Đàn cá đang bơi lượn tung tăng dưới làn nước xanh, em dưỡng vui trong lòng mà thấy cá lượn quanh lòng em thấy sướng vui. Còn con thức đã yêu đời, đời tràn lắm mà vui tươi gian mà em sướng vui. Sao em thấy sướng vui, sao em thấy sướng quê, em sướng vui trong lòng tràn ngập đê mê suốt ngày. Em sướng quê còn đẹp ơi.
sướng cái con đề chứ mày sướng gì ông. À, của đáng tội là hồi ấy tôi cũng vui sướng thật đấy chứ. Nhưng mà từ ngày lấy ông, tôi lại chỉ có buồn thương thôi. Ôi trời ơi, cái mặt buồn kìa, ôi giời buồn kìa. Cái mặt mày cứ tơn tớn thế kia này mày buồn cái gì? Cái mặt mày cứ chơ chơ cháo cháo như cái gáo múc dầu thế kia mày buồn cái gì? Thế ông không biết tôi buồn thương cái gì à? Mày buồn gì? Ôi giời ơi. Mày cởi cái nỗi buồn cho tao xem nào. Buồn thương 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 buồn thương nhớ thương con đè. Đè ơi thương nhớ nhớ thương là thương thương nhớ đè ơi buồn thương nhớ thương đè. Mà mãi không nghe về. Ôi ôi. Ôi. Úi giời ơi. Đấy là mày nhớ thương cái con đề. Chứ mày nhớ thương gì cái người chồng chân chính đáng yêu của mày đây. Ui giời ơi, chân chính kìa. Đáng yêu kìa, chân nam đá chân siêu. Đầu thì như cái niêu, miệng uống rượu cứ như cái thùng không đáy. Thế sao cái hồi mày bê ra mê tao? Mày thì bảo là tình yêu của chúng mình như là Romeo và Juliet nhất, nhất thế à? Thế hồi ấy đứa nào tán tỉnh tôi, mắt em là một dòng sông, thuyền anh ngụp lặn trong lòng mắt em. Úi giời ơi, ngụp thế à, lặn thế à? Thằng đàn ông nào đi được tán gái chả bốc phét. Úi giời ơi. Coi tao chép trong sách, tao còn nói này, yêu em nhưng nhớ cùng mong gửi em cả một tấm lòng vì nhiêu, yêu em anh nhớ cái mông anh như bát ngát ruộng đồng. Thôi ngay đi, thôi ngay đi. Đúng là cái hồi ấy tôi bị bỏ bùa mê thuốc lú, cho nên tôi mới lấy anh, cho nên đời tôi mới khổ thế này chứ. Ai làm ai khổ? Ai làm ai khổ? Ông chứ còn ai? Tao làm mày khổ hay mày làm tao khổ? Tao hỏi mày, mày trả lời cho tao cái. Hỏi cái gì? Hôm thì từ hồi mày mê đẻ mê đóm trong nhà có cái gì là mày khuân đi bán sạch. Thế thì tối đang đêm mày ngủ với chồng, mày hốt hoảng mày vùng dậy, mày bảo là mơ thấy phân, dẫn phải phân là cả nhà ăn đủ. Bây giờ mày ăn hết đi, mày tọng hết đi. Đúng quá, còn gì nữa. Thế từ hồi đến giờ mày mơ bao nhiêu thế mày đã thấy cái gì đâu? Hay là mày toàn thứ mang những cái thứ ở trong nhà có cái gì mày đem nó đội nón nó đi ra hết hả? Thế đứa nào từ hồi nát rượu có tí tư trang của tôi thì cũng nhón mang đi. Khi thì cái tivi, khi thì cái đầu cassette, khi thì cả cái bàn là. Ông mang đi là việc của ông nhá. Mày là vợ ông, mày là cái thứ gì mà mày ọ ọ hả? Nhà nó không có cái nề nếp ra tránh gì à? Chồng nói vợ cãi nguôi nguẩy thế à? Tôi cãi đi ông làm gì? Mày cãi à? Tôi cãi đi. Mày cãi ông cho mày nát xương, cho mày nát xương à? Vào đây. Biết cái miếng võ gì đây không? Võ gì mà khiếp được kìa? Võ này á, võ này là võ tiệt bộ ấm chén đấy. Ôi trời ơi. Em ơi, xin em dừng môn võ triệt bộ ấm chén lại để cho anh còn có đường sinh nở. Sao bông dưng chúng ta nhai người xa là hai kẻ hận thù nhai tên địch tù. Xin em hãy dừng tay lại để cho anh phân tỏ một đôi lời. Ôi nghe tiếng lạy van của ai mà lòng sao xinh đông bồi hồi. Chợt thức dậy một trời thương nhớ, còn nhớ chăng có những buổi chiều hè ta ngồi bên hồ mà lau mồ hôi và quạt mát cho nhau. Chúng ta đã tỏ tình với nhau ở tại gầm cầu. Xe hòa trên đầu vẫn phóng đi xin xin. Bất chấp mọi tiếng ồn mà ta vẫn im lìm ôm giết lấy nhau. Ôm giết lấy nhau. Ôi trời ơi. Chúng ta ôm nhau suốt một đêm thâu cho đến khi trời sáng bạch. Mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nhợt à. Tóc tai thì rối bù mà mặt mày thì phờ phạc mệt lắm. Thế mà
thế mà vẫn thấy đẹp xinh như những thiên thần. Trời đẹp quá, đẹp quá, trời đẹp quá. Trời ơi, lúc đấy em đang đứng tựa dưới chân cầu, anh cũng chẳng hiểu từ đâu anh bước lại. Nhìn thấy em anh như một thằng điên, anh mất hết cả hồn và thốt ra luôn. Ôi trời ơi, em biết có biết thốt thế nào không? Anh nói đi. Ơi em đứng ở chân cầu, sao em đứng đây nhà đâu không về? Lúc đó em mới trả lời anh rằng, ừ anh có nhớ, này chàng trai trẻ cao sang, đêm hôm sao lại lang thang hai mình, anh đi tìm nghĩa, tìm tình, tìm dây buộc chặt duyên mình duyên ta. Nếu mà bên ấy thiết tha thì bên đây cũng mặn mà với duyên đấy anh ơi. Ngày nó đẹp như thế, đẹp quá anh ơi, đẹp quá. Ui trời ơi, đấy cái hồi nó đẹp thế đó mà. Sao bây giờ lại nhếch nhác thế này, mặt thì rồ rồ dài dài như con đần con đồn. Chỉ vì anh rượu chè bé bét. Ui trời ơi, chỉ vì em mắc nạn số đề. Chỉ vì anh say. Chỉ vì em hôn. Thôi, đừng mâu thuẫn, đừng xung đột nữa. Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, trong nhà chồng vợ chớ hoài đá nhau. Em đá thì anh đau, mà em đánh võ thì cái đầu anh sưng. Đúng rồi. Thôi chung quy cũng chỉ vì anh rượu chè cờ bạc. Vâng, em cũng biết là chỉ vì em số đóm số đề. Vậy anh khuyên em nếu không muốn ra đây thì hãy bỏ số đề ngay tức khắc. Còn em khuyên anh để cho nhà cửa khỏi nhếch nha nhếch nhác. Thì anh phải bỏ ngay cờ bạc rượu chè. Anh hứa. Em hứa. Anh hứa. Em hứa. Cả hai chúng ta cùng hứa. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, đời đôi ta chưa đến nỗi nào, chưa uống rượu hôm nay anh đành cu chi. Còn em tránh xa rồi để ma quỷ, ta vẫn không hẹn nhau cuộc sống mai ngày, ta vẫn không hẹn nhau cuộc sống mai ngày, ta vẫn không hẹn nhau cuộc sống mai ngày. Chùa bà đanh thế này, chả thấy có cái bóng hồng nào đi qua đi lại. Thôi đành chờ vậy. Kể ra cũng hơi ngượng, thẹn. Ra bảo như cái tuổi mà nó còn trẻ, ở cái lớp thanh niên nó răng rõ thì đã đành. Mà mình đã đầu năm rồi mà chơi cái trò này thì kể nó cũng hơi lố. Nhưng mà đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không cần. Trời cho tôi cô đơn nỗi bao lần nữa đây. Tôi không hề trách đời, ôi dần đời mau đổi thay. Vì tôi trên 50 nên yêu ai cũng vì đã đi. Vô duyên trên thân tôi cũng ít tiền.
Vì tôi trên 50 lên yêu ai cũng chẳng xuôi. Đấy cho nên hôm nay mới phải ra đây kiếm tí để giải sầu. Kìa rồi. Có một bóng hồng. Úi giời, đi kìa, úi giời. Mông ra mông kìa, ngực ra ngực. Anh chào em. Chào bác. Ấy sao lại bác? Bác cần gì thế à? Anh còn trẻ mà. Úi giời ơi, trẻ. Trẻ mà mặt mày lại nhăn nhúm như là cái quả táo tàu ở trong thang thuốc bắc ấy à. Úi giời, trời ơi, tóc ở trên đầu cũng pha đến 7-8 thứ màu rồi chứ còn gì. Ấy, màu đây là màu thời gian. Vả lại là anh là xấu máu nên nó mới sinh ra như thế. Chứ thật ra là anh còn trẻ mà. Vâng, công nhận là cụ cũng trẻ. Ôi thật giời, đấy cụ. Thưa cụ, cụ đã đến 70 chưa thế ạ? À? Ấy, làm gì đến. 30 năm về trước là anh chỉ có 20. Vả lại, tình yêu là không nói chuyện tuổi tác. Tình yêu là vô biên giới, tình yêu là vô biên cương. À, thì ra bác gọi tôi lại đây là để bác nói chuyện tình yêu đấy. Ê, em cứ bác nghe nó không vào tai tí nào cả. Cứ hiện đại hóa đi, ê, tính tôi rất thoáng tây nó mày tao còn được. Thế bác muốn tôi gọi bác bằng gì nào? Anh cho nó gọn nhẹ, tây nó mày tao còn được, I love you. Anh ạ, vâng, thì anh. Ấy đấy, nghe có phải nó êm ái không nào? Anh ơi, thế anh định nói chuyện gì với em thế ạ? Ôi trời ơi, không nghe tiếng anh em mà anh rủ nết cả người lên. Anh định nói chuyện tình yêu. Tình yêu? Ừ. Ôi trời ơi, sao tình yêu mà lại nhanh đến như thế? Anh chả biết gì về em cả. Mới chỉ gặp nhau ở giữa đường mà đã nói chuyện tình yêu. Như thế thì có vội vàng quá không anh? Ừ, không, nhất tình yêu nó là tiếng sét. Người ta gọi là tiếng sét ái tình. Trông thế em là anh như bị thì nó đây, một tiếng sét nó đánh trúng vào tim đấy. Em có nghe thấy nó đang kình kình, nó đang đập thình thịch, nó đang đập bình bình không nào? Trời ơi, em có nghe thấy rồi. Gớm tim anh nó đập mạnh quá. Anh ơi, nghe thình thịch kình kịch em thấy rồi. Thế rồi à? Anh ơi, nhưng mà sao lại chóng vánh thế? Thời buổi hiện đại cái gì nó chả nhanh. Đi tàu người thì người ta cũng đi tàu nhanh. Gửi thư cũng gửi thư hỏa tốc. Ăn thì người ta cũng ăn mì ăn liền. Thì tình yêu cũng phải. À thế là anh cũng muốn tình yêu cũng mì ăn liền hả? À thì đúng rồi mì ăn liền. Nhưng mà anh này. Ừ. Em hỏi thật anh. Sao em? Thế anh không có vợ con gì à? Ôi giời. Em ơi, nói nên làm chi và con nên lòng anh thêm đau khổ. Bao nhiêu năm nay anh sống cô đơn trong buồn thương trong nhung nhớ. Anh thèm khát của một tình yêu, thèm nghe một giọng nói, thèm nghe một cánh tay ve vuốt, thèm một nụ cười đắm đuôi để đưa tâm hồn anh vào cõi thiên đường. Bao nhiêu năm nay anh lạnh lẽo chân sườn, tay không quay kê đầu mà chân không quay để gác. Đêm đông ngày hè chẳng quay quạt nồng ấp lạnh cho anh. Anh như con chó rông, con mèo giò, anh lùng, anh chuột, anh sao suốt ngày. Ôi trời ơi, mà bóng ngóng đâu chẳng thấy. Anh chỉ như một chiếc nồi không vung đẩy để cho chuột bọ mèo nó sục sạo suốt ngày đêm mê. Năn mòa chuột bọ suốt ngày đêm, khổ quá. Ôi trời, tâm sự của anh sao mà lại buồn thảm thế? Em xúc động quá, em thương anh. Ý tình cờ ta gặp nhau đây. Mượn cắt cái áo đẹp. Mượn may cái quần, cái váy. Ôi trời ơi, gặp em đây mà trái tim anh hồi hộp. Anh đang muốn dắt em ghế đá. Từ từ, thì em vẫn đang ngồi ở ghế đá với anh đi thôi. Ngồi còn làm ăn đi con mẹ gì. Anh muốn thế nào? Nằm. Chết,
Anh muốn cười thật. Công viên đông thế này bao nhiêu người nằm đem gọi là mì ăn liền thì còn năm giá thích bao nhiêu. Thế anh định bao nhiêu? Tàu chậm thì 7 xị, tàu nhanh thì 4 xị giá quy định rồi. Năm. Đưa tiền. Đưa chị tiền đây. Vào việc nhá. Anh ở đầu phố đợi cơn lắm rồi, máu lắm rồi đấy này. Từ từ. Cấn phố nào thì cũng phải từ từ chứ. Tình yêu mà cứ làm như là ăn cướp ấy. Không, em là em thích cứ phải tình cảm cơ. Ừ, thì anh tình cảm đây. Thế anh tên là gì? Ui tàu nhanh thì còn phải tên mới trả tuổi nữa. Nhanh này này. Cười thật đấy. Em thích thế. Thôi tàu nhanh thì còn tên mới tuổi mãi này. Không, đã đến với em là em phải được biết rõ ràng cơ. Anh là người đàng hoàng, đứng đắn, không cần phải giấu giếm nhá. Lê Lang Thang. Lê Lang Thang à? Úi giời, tên hay nào, nhỉ. Nào ta. Được rồi, thế thì em rõ rồi. Ta Bắt đầu ui em ơi, quái cái gì nó cồm cộm ở khuy quần của em đấy rồi em. Anh muốn biết cái gì thì tự rút thử ra mà xem. Thì em rút thử cho anh xem. Em rút thử nhá. Em rút cho anh xem nhá. Đây này. Ui trời ơi, súng à? Ê, em có súng à? Súng thật hay là súng giả đấy rồi em? Thật. Ôi thế em dùng súng để làm gì? À, để đề phòng khi bất trắc ấy mà. Thế em làm gì mà lại có súng? Em làm việc ở cơ quan nào? Bộ Nội vụ. Ôi trời ơi, thế bộ phận nào? Bộ phận bài trừ tệ nạn xã hội. Em đùa người duyên thế kia này, đùa. Đứng im. Ai rồi. Tôi không đùa. Thế vậy em là công an thật à? Các đỏ đây. Ui trời ơi. Các đỏ đây, ông đã tin chưa nào? Dạ báo cáo chị, em đã thấy là đúng rồi à. Hay sao lúc nãy bác gọi tôi bằng em rồi xưng anh cứ ngọt xớt cơ mà. Thưa chị, bây giờ em thấy nó đắng, nó không ngọt nữa à. Thôi bác ngồi đi rồi ta nói chuyện. Dạ em là kẻ có tội, chị cho em đứng cho nó phải phép với chính quyền à. Ý tưởng rằng tìm được bông hoa nở hoa thêm, anh ngờ đâu lại vỡ. Ấy súng kia bà chĩa lăm khéo không cò cướp phẳng chết toi. Vũ khí cẩn thận chị ơi, Rồi, bác đừng lo, tội của bác chưa đến cái mức phải phẳng đâu. Nhưng mà tính em nhát lắm, cứ nhìn thấy súng là em hoa hết cả mắt nên chị cất đi à. Nào, bây giờ bác nói cho tôi nghe, tại sao bác lại ra công viên này, bác làm cái trò như vậy? Dạ. Em nhớ rồi, em là văn nghệ sĩ đi thực tế. Và dạ em đang sáng tác một bài thơ về cái cảnh ngộ như thế này, cho nên em phải đến đây để tìm cảm hứng. Chị thông cảm. Văn nghệ là nó khó, không có thực tế, không trải qua cái cảnh ngộ đúng như vậy thì không thể nào mà sáng tác được ạ. Em vừa sáng tác một bài thơ tại công viên này, em đọc chị nghe nhé. Em đọc chị nghe. Ta đi tìm hoa xa xa bao la thiết tha nhạt nhòa. Ta đi tìm em bóc tem để xem nom em nhom nhem. Trên công viên những thằng điên đi liên miên, đi cuồng điên trả tiền. Đêm vắng tanh chùa Bà Đanh, em anh tàu nhanh mì ăn liền. Bác thôi đi. Bây giờ tôi hỏi bác, nếu có một cảnh ngộ một người đáng bị bắn chết thì có cần phải bắn chết thật không? Ê, chị ơi, trường hợp ấy thì lại khác chị ạ. À. Cái trường hợp ấy thì không cần phải bắn chết thật mà em vẫn sáng tác được đấy ạ. À. Thôi, bác nói thật đi. À. Bác ra công viên đêm khuya như thế này để làm gì?
Thôi thì chị cũng thông cảm cho em. Rằng thì là mà phòng không lạnh lẽo, cuộc đời hiu quạnh, đông về chớm lạnh. Cho nên em cũng gọi là, thôi chị đừng bắt em nói ra cụ thể ngượng chết. Cháu nói thật với bác. Vâng. Tuổi của bác bây giờ mà, là phải làm gương cho con cho cháu cơ. Báo cáo chị, ở nhà em vẫn làm gương. Bác làm gương? Gương gì? Gương mà như thế này à? Dạ, em làm nghề sản xuất gương. Báo cáo chị, thì khi nào có dịp em xin biếu chị một chiếc gương bổ dục. Cái hãng gương của em là hãng gương Guso Sasu. Cái gì? Hãng Guso Sasu là cái gì? Thì có nghĩa là gương soi sáng suốt. Hãng gương của em là soi vào già lại trẻ ra, trẻ thì thêm đẹp như hoa trên cành, gầy soi thì bỗng to phành, béo soi thì lại lên khênh gầy mòn. Thôi, bác không cần phải quảng cáo cho cái hãng gương soi sáng suốt của bác đâu. Vâng. Tôi nói đây là nói cái tấm gương của bản thân bác cơ. Vâng. Bác như thế này thì làm sao mà bác dạy dỗ con cái ở trong nhà được? Báo cáo chị là em vẫn dạy à? Dạy con trai bác ra công viên à? Bác dạy con gái bác đi làm tiền à? Thưa bác, nếu con cái bác mà cứ học theo bài học này của bác thì tất cả sẽ ra sao ạ? Thưa chị, em đi vụng thế này thì con em có mà thánh mà nó biết. Nhưng chúng tôi đã biết, bác nghĩ thế nào bây giờ? Rồi, chị thông cảm cho em nộp phạt hành chính ạ. Không được, tôi sẽ phải làm biên bản gửi về cơ quan của bác để xử phạt hành chính. Để sau này bác phải chấm dứt những cái chuyện này đi, cho con cái nó được nhờ. Ơi, chị ơi, nếu vậy thì chết em. Chị chỉ xử phạt thôi chứ đừng làm biên bản. Phải làm biên bản thì bác mới nhớ được. Nào, bác viết đi. Biên bản xử phạt hành chính. Bác viết đi. Ấy chị ơi, hay là chị cho em tự kiểm điểm bằng thơ vậy. Được, được. Bác kiểm điểm đi xem nào. Dạ, em xin vừa viết vừa đọc ạ. Hôm nay ô nhân buổi đẹp mê trời, lòng em vẫn khởi muốn rời mì liền. Ấy, bác nói thế thì làm sao mà rõ được? Bác phải ghi cụ thể sự việc xảy ra hôm nay này. Ấy chị, cười. Thơ nó phải trừu tượng khó hiểu mới gọi là thơ chứ. Em thấy bao nhiêu người ta in bao nhiêu là tập thơ mà em đọc em chẳng hiểu gì, thế mà người ta vẫn bán ầm ầm ấy. Ấy gặp chị như một cô tiên, lòng em phân khởi muốn rơi liền chị ơi. Này, bác cẩn thận chứ, sao lại thế? Chị muốn cười, chị cứ làm tụt mẹ nó cả cái cảm xúc của em. Thơ của em nó đang lai láng cái này. Không may gặp phải trời ơi, một bà có súng đúng thời công an. Em xin em lạy em van, em làm kiểm điểm muôn vàng đắng cay từ đây thời. Em cạch đi từ đây, không ra từ công viên nữa, về ngay vợ. Cạch từ đây em mưa không ra công viên nữa. Được rồi, bác nhớ đi nhá. Dạ. Bác nhớ là bác đã hứa rồi đấy nhá. Dạ vâng ạ, em xin quyết tâm hứa ạ.